mà ông hát là tiếng Anh tặng bà đi. Bài gì, bài gì? Hay bài nhốt lại. One night, good morning, every night, it's my world. Gì? Thấy đâu là chỗ đi ăn vậy? Vui vẻ đang nằm lên hút cát đi em ơi. Trời ơi, xe. Xe trời. Mẹ đi qua làm biểu, đi qua làm biểu anh này. Bỏ giá vô, bỏ giá rồi, bỏ giá là mới chạy. Chưa hả chị, chưa hả chị, ok. Đẩy, xe đẩy, đi đẩy, 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 nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ từ từ, bẩy, bẩy, đổ, đổ, đổ. Đi tụi em ơi, khách bằng mấy vậy em ơi? Trời ơi, cuộc sống mưu sinh. Nghe nói là Michelle nó đổi đời đúng không? Mà nó làm như nó hay lắm, như nó nói cái nhà nó hơn nhà mình. Ui, mà sao mà dữ vậy? Welcome in, welcome to my home. Ý trời ơi, trời. Ủa? Yeah, trời ơi. Trời ơi. Home, home. Yeah. Thôi vậy, thôi vậy, thôi vậy. Sao? Wow. Sao em đổi đời quá vậy em? I have family. Em marry me. Có đại gia, có đại gia lấy. Yeah. Trời, vậy là em hết làm công cho anh chị rồi. Yeah, đây là mình là friend rồi. Giờ friend rồi. Xem mail lên lẻ quá vậy em. Dạ, chỉ cần có family lấy một cái là marry me, cái là em lên đời rồi. Marry me, cái là lên đời. Mai Su from Chanel mới mua luôn. Wow. Em giàu quá, chị mừng cho em. Ali Boris hả? Ali Boris. Trời ơi, đất ơi. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, đất ơi. Sao nó yên vậy? Ờ, Michelle đổi đời rồi. Trời ơi, đất ơi, có cái lông sơn nữa. Trời ơi. Cái này em chỉ cầm gọi là buổi sáng đi mua bỏ bánh mì vô đây thôi. Bỏ bánh mì vô đây thôi. À, cầm bên cơm nè, để xôi cho cái này. Để xôi cho cái này. Để cho này ngon này. Cái này là nói chung là bỏ mấy cái đồ là lặt vặt linh tinh rồi nè kìa. Trời ơi, lặt vặt linh tinh. Xương gươm thôi. Xương gươm thôi, trời ơi. Cái túi muội để xương gươm thôi hả? Đúng rồi. Sao mà dữ dữ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tài thái nữa. Sao giàu vậy con? Sao mà? Ủa mà sao giàu lẻ vậy em? Giờ lên lẻ chứ sao không có. Em không có, em có Mary mà. Em đánh bài em thắng. Em Mary thôi. Em Mary thôi hả? Điều đầu tiên cần có đó chính là danh sách. Cái thứ hai là duyên dáng đúng không? Cái thứ hai là duyên dáng, biết nói tiếng Anh một chút thôi. Một chút tiếng Anh một chút. Một chút là như nào? Yeah. Are you tired? Are you tired? Ờ. You want to go to my home? Ờ. Yeah. Chết mẹ rồi. Trời ơi sao giống bức phê vậy? This is my collection. Ồ. Có white, có black, có gold, you know. Trời ơi, ê. Chưa bao giờ thích cái này nè. Trời đất ơi, má ơi. Trời ơi, cà chê mà nó để giống như là mâm bánh tét vậy đó. Dạ, bi bi aget. Ui trời. Bi là phở đó. Bi là phở. Aget, dạ bi aget. Trời ơi. Cái này là em ăn cơm. Ăn cơm hả? Dạ, món cơm của em ăn mỗi ngày trong này. Em ăn mà cái này hả? Đúng rồi. Ủa? Một phần ăn của em một ngày. Ủa, chết tối sao mà ăn được không có, tại vì có đi nhiều cái này hay gì nữa. Máng này là ăn canh của em. Này, súp nè, bên này súp nha. Ừ, đất ơi, đất ơi. Cái này em vô tắm được đẳng luôn á. Trời ơi. Đúng rồi, sao giàu lẻ quá. Sao mà giàu quá vậy? Em nói đổi đời cái ngộ mà. Trời ơi. Không biết trước ngày mai đâu, thiệt á. Trời ơi, Jessica với lại Jennifer. Bây giờ khi dễ ta cho giữ vô. Nhìn người ta đi, nhìn nhà người ta đi. Anh có nghe không?
Jessica, làm ăn không được thất bại, đi về nước rồi. Trời ơi, sống xấu quá bị tao trùng sức hả? Trời ơi, nói xấu chi? Tôi nói rồi, Jessica cứ vậy. Tôi nói xấu. Bây giờ tôi là người bị đuổi, chứ Jessica chưa có bị đuổi. Jennifer, sau lời từ khước, tôi về như lúc trước, không còn chung bước, chỉ có thêm đôi vé xưa in vào hình ảnh cuộc đời. Nhiều khi tôi không thể nói điều này đúng hay sai. Ôi, đây là phòng gì đây? Trời ơi, con Michelle nó giàu quá. Trời ơi, dễ thương. Trời ơi, chắc này nó mặc người yêu nó nè. Trời ơi, đây phòng hợp nè. Trời ơi, dữ dội thiệt sự luôn. Trời đất ơi, nhà nó rộng quá. Ê, nó làm gì nữa kìa? Ôi, cái gì vậy? Ủa? Đi đâu vậy? Dạ cái này là em đựng tiền đi xuống đánh casino dưới. Dạ đi đánh bài dưới là em đựng tiền trong này. Ôi Michelle. Dạ tiền trọng. Trời ơi Michelle. Em quá em ơi. Chị mê Michelle quá à. Này chị biết làm gì không? Cái đó là chị làm gì không? Làm gì? Em lót xuống em ngủ thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời mẹ ơi tôi rung nữa. Rung. Trời ơi mua cái áo hiệu để lót ngủ. Bây giờ nó nhiều thứ quá. Mình xài không có hết. Em làm đủ thứ chuyện đi em ơi. Trời ơi em chạy quá em ơi. Em đâu ở phải đó, mẹ cho em đó, mẹ thương mẹ cho đúng em đó. Rồi, đi hát một con người ở trong nhà thì thôi. Trời ơi, có người ở nữa. Người ở thôi, ăn cái chén này đó hả? Trời ơi. Hay quá. Dạ, cái này mang đi tắm nè. Mang đi tắm cái gì? Cái gì? Mang đi tắm nè. Burberry mang đi tắm nè em. Thôi. Burberry mà mang đi tắm thôi hả? Đây là cái cột của nhà em mà. Cái gì? Cái quạt. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi! Trời ơi! Sao nó giàu lạ vậy? Michelle và cuộc sống ở Mỹ nha cả nhà. Trời ơi! Chỉ cần biết tiếng Anh một chút thôi. Are you tired? Do you want to go to hotel? À lộn mà! Này, hãy nói cho Jessica đi. Nói gì à. Cho Jessica đi. Jessica không biết tiếng Anh là đâu có được cái hoàn cảnh như tôi. Bị trục xuất về nước hiểu không? Còn tôi biết tiếng Anh một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi. Người ta hỏi tôi là Are you tired? Tôi nói tôi tired. Cái người ta do you wanna go to my home? Cái tôi kêu I go you to you. Ồ. Một đêm thôi. Một đêm. Một đêm. Một đêm thôi. Đổi đời. Rồi chỉ một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Cái này Jessica cái gì? Cái này Jennifer mê lắm đó. Jennifer mê nhưng mà Jennifer không có được. Không có bị body xì quá. Nó bị xì quá rồi. Lớn quá. Lớn tuổi quá. Tay nó không có mê. Chết rồi. Nhưng mà để em lo cho Jennifer. Để em lo cho Jennifer. Em lo được phải không? Em lo được. Riêng Jessica là không đúng không? Jessica thì cho về nước đi chứ không có được. Rồi, được. Trời ơi dữ dội thiệt. Thôi nói chung xài sẻ em mà. Cuộc đời mà mỗi người mỗi số. Tao nói được đừng có khi dễ ai. Không biết trước ngày mai đâu. Đúng không ai biết đâu. Anh ơi, lấy dĩa, lấy dĩa, lấy dĩa, lẹ lẹ lẹ. Lấy dĩa, lấy dĩa. Mì xeo mua năm, mì xeo dạng tế. Lấy dĩa, lấy dĩa. Ê anh xì nôi. Cái gì? Nó nói là nó đi thay cái quần gì em không hiểu. Nó nói là nó mệt quá, nó mặc quần dài ở đây, nó dướng díu, nó không có không có chịu nổi. Cho nên là nó muốn relax chút xíu. Hiểu. Nó đi thay quần khác. Hiểu. Vậy thì mình đi đâu rồi anh? Kiếm nó coi. Kiếm đi, kiếm. Đâu cô coi. Không có. Không có. Không có. Không có. Đâu? Yeah, you do my nail đi. Chết cha, chỗ nó làm nail đó hả? Ôi thiệt luôn hả? Em làm gì vậy cưng? Không, cái này là cái chỗ tắm, quần tắm của em nè. À, cái quần tao, cái quần bơi, bikini của em hả? Đúng rồi, cái bikini của em. Trời, trời, trời. Trời, gì mà dữ vậy? À, ui, làm trắng da chân, làm trắng da. Trắng da chân hả? Trời, trời ơi. Đá thạch anh em. Trời, lấy thạch anh hả? Chị mà dưới gì? Tao thiệt á. Tao đứng ở đường tao là tao cầm cái đập đầu này nè. Ê, quay đi vào rồi đừng có đánh nè. Không phải, đánh đi ăn cướp tiền chứ làm gì. Không có nha, bảo hiểm đang nhiều lắm. Bảo hiểm hả? Trời, bảo hiểm nữa. Anh vuốt cái quần em dữ vậy. Rồi. Quên, 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 đây là vỏ của bào ngư à. À, trời ơi. Dữ gì? Ê, kêu em chưa bao giờ thấy cái quần gì. Hiểu cảnh này. Ủa, được. Jessica không biết được cảnh này. Mà Jennifer làm gì có cái cớ mặc cái quần này. Cái cha đau quá cưng. Đau quá. Đau kìa. Trời ơi.
đọc sách. Trời ơi. Quá nhào, mê quá. Em dịch luôn, em dịch luôn kìa. Trời đất ơi. Đây, đọc cho nghe nè. I like to keep it simple. Là gì biết không? Gì? Tôi thích giữ cái sự đơn giản. Hay quá. Trời ơi. Black, white and gray. Ờ là gì? Tôi làm việc với hai cái chìa khóa. Đúng rồi. Màu đen, màu trắng. Mẹ thuận rồi, thuận rồi. Tớ đổ nó thuận rồi. Quý vị ơi, thôi. Tới đây thôi. Không. Uống nước. Nói nửa lời ngu. Dạ. Cho thông minh. Cuộc sống sang cảnh tới đây thôi. Đúng rồi, tới đây thôi. Cái gì lời ngu kỳ lắm.